Đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên VEON. Rồi, 1, 2, 3, vô. Chúc mừng năm mới 2, 3. Chúc mừng năm mới. Ăn đi. Năm nào cũng được vậy ha, vui quá trời, đầy đủ mọi người. Nói chung năm nay mình ăn tất niên sớm để mọi người còn về gia đình của mình nữa. Này có cô Điệp với lại chị Dương ở đây vui ghê. Mọi lần có một mình con là bị ăn hiếp không? Ăn hiếp nói mình bậy mình bạ mà chửi nguyên một năm, lúc nào cũng chửi, gặp là người này người kia than phiền. Này gì đây? Khô bò dưới quê gửi lên. Khô bò hay là khô trâu khô heo đấy? Khô bò. Ủa rồi cô chú có định về quê không? Ông mê món này hai năm nay ở đây về chứ? Về. Trời, về luôn hả? Buồn anh mà đó. Về vẫn dưới quê vui lắm mà. Vui. Bỏ đi bao nhiêu năm? Đi bao nhiêu năm rồi về? Ủa về có ai đón không? Có chứ, giỡn quà. Về đuổi luôn chết nữa. Có đó. Giờ ba má ông bà biết rồi cho nên chấp là hiểu thương. Chịu kêu về hoài chứ. Cô Điệp ăn giùm con đi. Thôi ăn cái này mà nhiều rau quá con về. Tôi dắt gái tôi về quê chứ, ở trên này buồn. Năm nay là hai đứa em xa nhau tí. Ủa sao vậy? Thì tại vì anh Lâm về nhà anh Lâm, chị về nhà chị rồi. Ủa sao năm đầu tiên hai người yêu nhau mà anh không theo chị về? Ủa mắc cười quá, chuyện sau gia đình này... ta. Mỗi người đều có gia đình riêng mà. Không tết nhất phải về chứ. Cứ làm tính chứ giờ chưa cưới mà đúng không? Đúng rồi. Cứ xong hai đứa về chung nhau, về bên nội xong về bên ngoại. Đó. Ơi, tết là chí lý. Đau đầu cái vụ mà ăn tết ở đâu đó, bên nội hay bên ngoại đó, cũng mệt. Thì năm này bên đây, năm kia bên kia, xen kẽ thôi, đúng không? Ủa thì mình chơi ở đây 2 ngày rồi mình đi qua bên nhà nội 2 ngày được mà. Trời ơi, tết nó tới 10 mấy mùng là mình lo gì. Quan trọng là có đem cho thừa là ở đâu. Đó. Không phải bà vợ đâu cũng chịu, bà ông chồng cũng đồng ý đâu. Ừ. Nhà anh sao? Với lại xa lắm, nhà của ông Lâm ở miền Tây, nhà của đảo ở Côn Đảo, mỗi lần đi tàu đi bè rồi đi máy bay mà. Bây giờ mình bàn này, hai đứa sau này lấy nhau rồi tối cho thừa ở nhà nào nè. Má bây giờ mình thỏa thuận đi, không được đừng lấy. Ờ sao vậy? Anh bàn nhau rồi á. Đầu tiên vô là phải nhường bên nhà gái liền. Trời ơi, sợ vợ. Đó là bị bên nhà chồng người ta nói. Cái đó là thương vợ, sao lại nói sợ rồi. Vợ. Cả năm người ta ở nhà chồng thì bây giờ cho ngày giao thừa người ta về nhà người ta có gì đâu mà. Anh thấy không? Nhưng mà cái cần nhất là cái ngày giao thừa phải ở bên nhà chồng. Ông chồng ông cần ở với ba với mẹ, ông là con trai. Bởi vậy hay quá, ba cứ vậy hoài nó đâu có người yêu đâu. Liêu liêu. Không, mẹ nói đúng á anh. Chứ gì nữa, suốt ngày cứ cái gì cũng phải là bên chồng trước hả, lúc nào cũng phải bên nhà trai trước nè, vậy không? Hồi nãy giờ có một người im lặng nè. Ê, má ăn quá. Thật sự anh nó nói vậy thôi chứ em mốt mà nó mà có chồng đi, nó mà có chồng mà nó kêu nó về nhà chồng là ông buồn bảo đảm luôn. Đúng rồi. Gì nữa, không lẽ có ăn tết của mình? Đúng rồi, mà cả năm trời nó ở nhà chồng rồi thì tết tới là phải kêu dắt chồng về đây ăn tết, không để đón có một đêm giao thừa đâu, không được sao? Con á phải nói chồng con tương lai á là bắt chước chú Lâm. Cưới xong là năm mà đầu tiên là về nhà vợ. Hải này chắc cưới không? Sao vậy anh? Anh cứ bày ra là ngày tụi em định sẵn hết rồi. Định sẵn ngày cưới rồi. Không, thật ra ảnh nó cũng đúng, người tính đâu có bằng trời tính. Thiệt. Vậy tết nhất mà anh chị. Nhưng mà nhìn Hải này đẹp đôi chứ hả? Đẹp đó. Đau hung nhau cái coi. Quá dễ thương luôn. Đang ăn uống mà đẹp sao đôi trai gái quê mình. Em là chính chuyên lắm, không có hôn bừa bãi được. Không, hai đứa có tướng vua tay hai giống nhau có lỗ mũi. Nhìn thì giống nhau có lỗ mũi vậy thôi. Cái lỗ mũi thở được, mũi nào cũng thở được. Thôi nhưng mà bây giờ nói mấy cái chuyện này nọ đủ rồi. Thôi lấy quà cho mọi người đi, lấy quà cho mọi người đi. Đúng rồi, lì xì khui quà. Lấy gì vậy? Quà của quán. Của em là cái hộp. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, của em nè, của em với Lâm đó. Em cảm ơn anh. Ủa cái này là ai tặng? Ủa đây là quỹ quỹ chung của quán. Của anh là cái màu đỏ đó. Cái có lợi nhuận sau khi chia đều cho mọi người á là còn lại một phần là mua quà cho mọi người đó. Ôi đây nè. Lỗ em hả? Hai hộp mình giống nhau. Cảm ơn anh. Quá đã vậy ta. Quanh để nó đi, quanh để nó đi. Thôi khui đi. Không, ý là anh tặng cho mọi người á, mình tặng gì cho nhau mà. Để nó đi. Cho anh khui đi. Tặng cái này tôi mua mà cần gì khui. Ờ thôi tụi em mua tặng anh mà anh mắc cười quá, anh khui đi. Đây là của anh Lâm chọn cho anh kỹ lắm á. Được rồi, để đi. Ủa sao vậy? Nói giờ anh không dám khui. Nè,
Tôi thấy giống cái đồng hồ trong đây quá. Này là tặng cho con nè. Rất là khen hả? Trời ơi. Trời ơi. Hai cô chú đi lựa đó. Chị với chú cho con. Tâm lý lắm á. Lát lên mặc thử nha. Lát lên mặc thử. Lên mặc thử là chắc quần áo gì đó. Thôi để chút. Đây đây là của tôi. Tặng riêng cho sau này là đi hành nghề là gần cần dùng cái này dữ lắm. Hành nghề. Dùng từ mà hành nghề. Ủa thì đi ra trường phải đi hành nghề làm chứ gì nghề. À đi làm nghề. À đồ make up hả? Đi vô nghề là cũng làm cần mấy cái trời này lắm. Trời ơi cảm ơn chú Lan cô đẹp. Nói chứ năm nay con xin lỗi ba. Tại vì á, mấy năm trước thì tặng quà cho ba rồi. Năm nay hả, con dành cái món quà đặc biệt này cho một cặp đôi mới nhú. Mới nhú. Mà con gái tôi là ok lắm á, tặng cho ai là cặp nó tan rã. Đừng có nghe vậy. Con cái này là con đi chọn riêng luôn á. Hả? Cho chú Lâm với lại chị Dương. Rồi, cảm ơn cha. Chú với lại chị lúc nào cũng hạnh phúc, luôn luôn ở bên cạnh nhau. Cảm ơn. Đâu mở, mở ra đi. Nghe lời anh. Quà của con. Couple. Màu này là màu cho em nè, hay là em thích màu đen? Thôi, Tết mà mặc hai màu này là hên nha. Mở ra thử ướm vô coi. Em tặng ngay dịp gì? Tết đó. Chuẩn bị đến Valentine đó. Màu này gọi là màu black and white. Thà trắng thà đen. Màu nu dè. Ôi dễ thương lắm. Ở sau có hồng cái nè. Cưng chưa? Ủa cái mặt này đằng sau hả? À mặt này mặt đằng sau. Ủa mặt đằng sau hoa quá trời cưng vậy? Đó. Sao? Đẹp. Chú với chị thích không? Thích. Cảm ơn chưa? Em. Con đi lên được không? Con đi lên lầu đấy con thử. Thôi thôi ngồi đây chơi đi. Ngồi đây đi. Có quà cái nôm đi lên đi xuống lắm. Ngồi đây. Có cho em đi. Để đây đi. Hở một chút là đòi đi, hở một chút rồi đi. Bữa nay sum họp gia đình cũng đòi đi. Em xin lỗi em có điện thoại cái nha cả nhà. Vậy là xong hết rồi ha, đặt vé rồi hết chưa? Đặt vé rồi anh, về quê chứ. Alo con nghe rồi ba. Dạ dạ mấy bữa nữa con về á ba. Dạ. Ba nói gì? Ủa mẹ bị gì ba? Mẹ bị lúc nào vậy? Con nghe rồi, con về liền. Ba đợi nha. Ủa gì vậy chị Dương? Sao vậy? Dạ. Ủa sao vậy? Vụ gì vậy? Em xin phép anh chị em đi. Mẹ em có chuyện bị nhập viện rồi em. Trời, chết nhất tin ơi. Em xin lỗi mọi người nha, em hẹn mọi người. Bình tĩnh sẽ... Em cần mọi người giúp gì? Em cần mọi người giúp gì? Không, em vô em chọn đồ em. Mẹ em bị ngất xỉu xong rồi nhập viện rồi. Nhưng mà nghe nói bác sĩ nói là tình hình không có. Thôi bậy bạ, vô xong đồ đi anh. Xong đồ đi lên, xong đồ đi. Đi lên xong đồ đi lên coi mình chạy về quê. Bây giờ vậy nè. Bây giờ Dương á là con một. Mà bây giờ ba cũng lớn rồi, mẹ cũng lớn rồi. Mà một mình nó sợ nó lo không được. Em thôi để em đi về chung. Em đi về rồi bên gia đình em sáng. Kệ chứ sao chứ vậy thôi bỏ. Bên gia đình cũng ba má cũng lớn rồi chứ phải nhỏ đâu. Thôi để tụi anh đi cho. Anh là bỏ xứ anh đi mấy chục năm nay rồi, giờ anh không về cũng không sao đâu. Thật ra trong cái dạng em mình là cái người mà giờ ra hỗ trợ là chỉ có tôi là hợp lý nhất. Tại con gái tôi lớn rồi. Không em không bỏ được mặt được đâu. Nhưng mà con đi nữa chứ tội nghiệp chị Dương lắm. Nhưng mà qua Tết là mùng 6 mình đã khai trương rồi. Mình ra đó là ít nhất phải ở 7 tới 10 ngày. Thì ra coi tình hình sao rồi con bay vô trước cũng được mà. Không thì con với ba đúng đi rồi, vô. Cái người đi thì cũng yên tâm. Chứ giờ thôi bây giờ vậy. Đã coi là gia đình rồi. Coi như Tết hôm nay mình ra nhà bé Dương mình hỗ trợ được ăn Tết của đó luôn. Đúng rồi. Ok. Có mắm ăn mắm, có rau ăn rau. Ok anh. Đồng ý không? Có mắm là chắc chắn có mắm rồi. Cô đẹp đi được không? Hay quá anh ơi. Ủa là Tết em ơi, em mà ơi. Không ăn Tết nhà em hả? Sao gì vậy? Khóc hoài nó lên nó khóc. Để giờ nó không chọn đồ. Không biết lấy gì. Không cần lấy đâu. Mình đi đi thẳng về luôn. Bây giờ vậy nè. Tất cả mọi người ngay bây giờ gom đồ, đặt vé rồi sẽ ra nhà em hỗ trợ em luôn. Cái quan trọng nhất là cái đoàn viên. Coi như đây là gia đình rồi thì tất cả sẽ cùng là gia đình. Mình sẽ cùng nhau, mình về nhà em lo cho ba, cho mẹ. Anh nói thiệt hả? Thiệt, tất cả dọn đi liền bây giờ luôn. Mọi người đi với em hả? Đúng đi vậy chứ. Đi chú Lâm lên. Thôi bây giờ cho mình đi xe hả? Chứ tàu bay về này rồi đó, bắt sao kịp. Không có, bây giờ mình ra mình mua vé bay đi. Ra trực tiếp mua luôn hả? Rồi đi gọi taxi. Yên tâm không có gì hết, gia đình là số 1. Đây cũng là gia đình em mà đúng không? Dọn đồ đi. Không khóc nữa, không khóc nữa. Tết nhất là đừng khóc. Mọi thứ rồi trải qua, yên tâm. Rồi dọn đồ. Tết năm nay chúng tôi đã có một thành viên mới trong gia đình. Và chúng tôi sẽ ra gia đình thành viên mới ăn Tết nhanh. Ủa trời, gia đình tôi sao? Ủa đi ra xét đồ về ta. Dọn đồ vậy đó con, biết được chưa? Hai ngày một đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng VOON.